Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 11, quý vị đang theo dõi phần tin buổi tối. Và sau đây là một số bản tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày. Biểu tình để phản đối lệnh cấm coronavirus đã diễn ra tại Đức Quốc. Hơn nửa triệu người xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở Ba Lan. Các du khách đến từ Đan Mạch không được phép nhập cảnh vào Anh Quốc. Giới lãnh đạo châu Mỹ Latin chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tổng thống Donald Trump đi đánh góp sau khi ông Biden tuyên bố đắc cử. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi những bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên cho biết rằng cuộc biểu tình để phản đối lệnh cấm coronavirus đã diễn ra tại Đức Quốc. Hàng ngàn cư dân bản xứ vào ngày thứ Bảy 7 tháng 11 đã cùng nhau quy tụ trên khắp các ngã đường ra vào ở thành phố Leipzig để phản đối những lệnh cấm khắt khe có liên quan tới đại dịch COVID-19. Mặc dù Bộ Y tế vừa mới cho biết số người lây nhiễm này đã gia tăng lên mức là 642.488 người. 11.226 người trong số này đã tử vong. Truyền thông địa phương vào cùng ngày ước tính có đến 16.000 người đã đổ xô về công trường Agathos ở trung tâm thành phố sau khi nghe theo lời kêu gọi của phong trào Quarantine, mà trong tiếng Anh có nghĩa là Anti-Coronavirus Measures. Phần lớn đều không đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách ở chốn công cộng. Vì vậy, chính quyền lo ngại số người ngã bệnh sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày sắp tới. Hơn nửa triệu người xét nghiệm dương tính với coronavirus ở Ba Lan. Tỷ lệ lây nhiễm coronavirus ở Ba Lan hiện đang leo thang ở mức chóng mặt, mặc dù tổng số người ngã bệnh trên toàn quốc vẫn thấp hơn so với những nước khác ở Âu Châu. Trong một thông cáo đưa ra vào thứ Bảy ngày 7 tháng 11, Bộ Y tế Ba Lan cho biết ở đây vừa có thêm 28.000 người xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên mức là 500.000 người. Hơn 7.000 người được cho là đã bị thiệt mạng, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Thế nhưng phần lớn đều có tiền sử bệnh tật trong người. Giới chức trách đã đổ lỗi cho các cuộc biểu tình là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh leo thang. Kể từ tháng 10 cho đến nay, rất nhiều cư dân đã xuống đường biểu tình để phản đối luật cấm phá thai của Tòa án Hiến pháp. Theo đó, chỉ cho phép những người từng bị cưỡng hiếp, loạn luân hoặc gặp vấn đề về sức khỏe là được phá bỏ đứa con của mình. Trong trường hợp khác như thai bị dị tật, người mẹ vẫn phải giữ lại con. Các du khách đến từ Đan Mạch không được phép nhập cảnh vào Anh Quốc. Giới lãnh đạo Anh Quốc hiện đang ngăn cấm các du khách đến từ Đan Mạch đặt chân vào lãnh thổ của mình, bắt đầu từ ngày thứ Bảy 7 tháng 11 nhằm để kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19. Quyết định này được đưa ra sau khi Đan Mạch tuyên bố dịch bệnh COVID-19 cũng có thể lây lan từ loài vật. Đợt bùng phát mới đây được ghi nhận bên trong các nông trại nuôi chồn trên toàn quốc, trong bối cảnh đây là quốc gia sản xuất nhiều lông chồn nhất trên toàn cầu, bất chấp những nỗ lực đẩy lùi đại dịch kể từ đầu năm. Chủng coronavirus tìm thấy ở loài chồn đã khiến hơn 2.014 người ngã bệnh tính cho đến thứ Sáu. Hiện chỉ có những công dân Anh Quốc trở về từ Đan Mạch là được phép nhập cảnh vào quốc gia này. Tuy nhiên, họ phải tự cách ly trong vòng 2 tuần lễ. Số người xét nghiệm dương tính với coronavirus ở Anh Quốc nay đã vượt ngưỡng 1,1 triệu người, thể theo thống kê của trường đại học Johns Hopkins. Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt lên chính trị gia người Lebanon. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Sáu 6 tháng 11 đã áp đặt lệnh trừng phạt lên một chính trị gia, kiêm cựu Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon, đó là Gibran Beso, do người này là thành viên then chốt của phong trào Hồi giáo Hezbollah. Ngoài ra, ông Beso còn là lãnh đạo của đảng Thiên Chúa giáo lớn nhất trên toàn quốc, vốn chiếm thế đa số trong quốc hội hiện nay. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết chính sách chế tài nhằm mục tiêu vào ông Gibran Beso là một phần của kế hoạch giảm bớt tầm ảnh hưởng của phe Hezbollah ở Lebanon. Bản thân quốc gia này đang bị chìm đắm trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị sau vụ nổ diễn ra vào ngày 4 tháng 8 khiến cho hơn 200 người đã tử vong. Chuyển sang tin Á Châu cho biết bà Aung San Suu Kyi được dự đoán sẽ đắc cử trong cuộc bỏ phiếu tại Myanmar. Người dân Myanmar vào ngày Chủ nhật 8 tháng 11 đã đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội.
trong bối cảnh chính phủ do đảng Dân Chủ lãnh đạo đang phải đối mặt với cáo buộc diệt chủng, thế nhưng vẫn thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ ở quê nhà. Mặc dù tiến trình kiểm phiếu phải mất vài ngày mới kết thúc, thế nhưng bà Aung San Suu Kyi, kim lãnh đạo phong trào Dân Chủ Quốc gia NLD, được dự đoán sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, cuộc chạy đua lần này được cho là sát sao hơn cuộc bầu cử vào năm 2015. Hơn 37 triệu người đã ghi danh bỏ phiếu. Do chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nên số người đi bầu cũng thấp hơn so với những lần trước đó. Tại thành phố Yangon, nhiều người đã được nhìn thấy đeo khẩu trang xếp hàng để chờ bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử từng cam kết sẽ làm mọi cách để cuộc bỏ phiếu diễn ra minh bạch và công bằng. Tiểu bang Victoria của Australia không có ai lây nhiễm COVID-19 trong suốt 9 ngày qua. Thưa quý vị, tiểu bang Victoria, đông dân thứ hai của Australia, vào ngày Chủ nhật 8 tháng 11 cho biết nơi này sẽ tiếp tục nới lỏng các lệnh cấm khắt khe trong khu vực do không có bất kỳ một ai được chẩn đoán lây nhiễm coronavirus trong suốt 9 ngày, thể theo thông cáo từ văn phòng thống đốc Daniel Andrew. Bắt đầu từ ngày thứ hai 9 tháng 11 tuần tới, người dân sẽ được phép đi lại tự do giữa các tỉnh thành cũng như ở thủ phủ Melbourne. Còn các nhà hàng và quán bar sẽ được tăng lượng khách ra vào gấp đôi. Mỗi gia đình đồng thời sẽ được tiếp 10 người khách mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 11. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chính quyền có quyền mất cảnh giác. Tỷ lệ lây nhiễm gia tăng lên mức đỉnh điểm vào hồi đầu tháng 8, đã buộc chính quyền phải ban hành lệnh ở nhà suốt hơn 100 ngày. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.